Liên quan đến vụ truy sát nhầm người vào tối ngày 9 tháng 3 năm 2015 trên cầu Thuận Phước thuộc quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, ngày 18 tháng 3 vừa qua, Công an quận Hải Châu đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Hồ Quốc Long sinh năm 1996, trú tại thôn Giáng Nam 1, xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, một trong 6 đối tượng gây án để tiếp tục làm rõ hành vi giết người của nhóm đối tượng này. Trước đó, do mâu thuẫn với một thanh niên tên Trung tại quán cà phê trên đường Hải Hồ, các đối tượng Nguyễn Duy Phương, Ngô Văn Quân, Lê Thanh Hải, Trần Công Thành và Hồ Quốc Long đã tập hợp mã tấu, dao kiếm để trả thù. Đến 22 giờ cùng ngày, các đối tượng đến khu chung cư Thuận Phước để tìm Trung nhưng không thấy. Lúc này có hai thanh niên điều khiển xe máy dạo trên cầu Thuận Phước. Các đối tượng trên đã tưởng nhầm là đối tượng cần tìm nên đuổi theo truy sát. Đến gần giữa cầu thì nhóm này đạp đổ xe máy và dùng mã tấu chém nhiều nhát vào đầu, dao vào mặt thanh niên tên Anh, sinh năm 1996, trú tại phường Thạch Thang, quận Hải Châu, làm nạn nhân gục tại chỗ. Sau khi phát hiện chém nhầm người, cả nhóm bỏ chạy về phía Sơn Trà tẩu thoát.